Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nhịp sống kinh tế ngày 4 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu nhịp sống kinh tế hôm nay sẽ là một số nội dung chính. Xuất khẩu gốm sứ sang thị trường Mỹ đứng đầu về kim ngạch. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định là đầu tàu kinh tế. Tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bắc Cạn, một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Thưa quý vị khán giả, theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gốm sứ 7 tháng đầu năm 2020 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số hơn 30 thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ thì Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan vẫn là các thị trường đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm gần 45% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Xuất khẩu gốm sứ sang thị trường Mỹ luôn dẫn đầu về kim ngạch, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, đạt 61,33 triệu đô. Tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai về kim ngạch xuất khẩu gốm sứ, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ của cả nước. Nhìn chung, xuất khẩu gốm sứ 7 tháng đầu năm có biến động trái chiều. Tại một số thị trường trong đó có Argentina, Canada, Hồng Kông, mức sụt giảm trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nước tăng mạnh về kim ngạch như Thụy Điển, Trung Quốc và Đan Mạch. Cùng với các lợi thế về thuế quan trong EVFTA, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU cũng đối diện nguy cơ bị áp dụng phòng vệ thương mại trong thời gian tới. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tập huấn công tác phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi hiệp định EVFTA do Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 8. EU là thị trường mang lại thặng dư thương mại rất lớn cho Việt Nam với 26 tỷ đô la Mỹ chỉ sau Hoa Kỳ. Con số này sẽ còn gia tăng bởi EVFTA có hiệu lực. Khi đó, khả năng EU áp dụng phòng vệ thương mại với Việt Nam là rất lớn. Một số mặt hàng có nguy cơ cao bị EU áp dụng phòng vệ thương mại, bao gồm điện thoại, linh kiện điện thoại, máy vi tính, linh kiện điện tử, thiết bị máy vi tính với kim ngạch là 17 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là giày dép và dệt may, hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu vào EU tương đối lớn. Thưa quý vị khán giả, nhìn lại giai đoạn 5 năm 2016-2020, có thể thấy việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các khó khăn thách thức cả trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, theo nhận định chung, với nỗ lực vượt bậc, dự kiến thành phố sẽ đạt 10 trên 13 chỉ tiêu quan trọng. Một trong những kết quả nổi bật là tỷ trọng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng. Đến năm 2020, chiếm hơn 22% GDP cả nước. 7 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 24 tỷ 701 triệu đô la Mỹ, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô đạt 23 tỷ 752 triệu đô la Mỹ. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Từ mức tăng trưởng bình quân 8,27% của các năm 2016-2019, năm 2020, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng trưởng còn khoảng 5%. Kéo cả giai đoạn 2016-2020 còn 7,6% một năm. Tốc độ tăng trưởng giảm nhưng tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước vẫn tăng. Đến năm 2019 đã chiếm hơn 22% GDP cả nước, năm 2000 là 17%. Vị trí đầu tàu kinh tế của thành phố còn thể hiện ở mức đóng góp 27-28% ngân sách cả nước. Vào năm 2016 thì dự toán ngân sách dành cho Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 300.000 tỷ thôi. Thì đến năm 2019 dự toán đã lên tới 400.000 tỷ và thành phố vẫn vượt thu. Và điều đó cho thấy rằng là cứ một năm như vậy thì thành phố là tăng thêm khoảng là trên 30.000 tỷ đồng. Việc chiếm gần 1/4 tỷ trọng kinh tế quốc gia là nỗ lực vượt bậc của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó cùng với sự đóng góp của các khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước là sự tăng trưởng ổn định của khu vực kinh tế vốn đầu tư nước ngoài FDI. Những năm qua, thành phố đã chuyển hướng mạnh sang thu hút các nguồn đầu tư FDI chất lượng cao, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, xác định sẽ tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, nền kinh tế tri thức, công nghệ cao. Thành phố Hồ Chí Minh đang tận dụng kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư cả trong lẫn ngoài nước từ nỗ lực của thành phố lẫn sự tiếp sức của trung ương. Vì chúng ta là cái trung tâm kinh tế hiệu quả cao hơn cả nước, để lại tiền đây ấy, thì nó huy động cái vốn xã hội gấp hơn 10 lần, để lại một đồng tiền ở đây thêm. Thì khi có lao động nó tạo ra sản phẩm gần gấp 3 lần. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực vượt khó, chủ động ứng phó để phục hồi kinh tế, phát huy tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, đầu tàu sớm tăng tốc trở lại,
sẽ giúp con tàu kinh tế Việt Nam chuyển động mạnh mẽ trở lại sau đại dịch. Dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, người lao động, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để giảm thiểu tác động, thời gian qua, Bắc Cạn đã tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động cũng như doanh nghiệp. Tại tỉnh Bắc Cạn, gần 1.000 lao động bị ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19, hàng nghìn lao động mất việc làm, hàng trăm lao động bị cắt hợp đồng. Để giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với người lao động, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ. Riêng đối với người lao động, hộ kinh doanh vừa và nhỏ, việc ra soát, kiểm tra thực hiện đồng bộ. Đối với các hộ kinh doanh thì yêu cầu thì họ phải lên ủy ban ấy thì là làm đơn, xong là phải có bản sao thông báo nộp thuế theo cái thông tư 92, theo mẫu thông tư 92 ấy. Còn đối với các trường hợp mà không có giao kết hợp đồng lao động ấy thì là trường hợp nào mà đáp ứng đủ các yêu cầu theo kế hoạch của xã ấy, thì là cũng đã bảo thôn là sẽ cho các hộ ấy là lên ủy ban xã để làm đơn. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn cũng đã triển khai nhiều giải pháp. Những doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên. Các đơn vị đã được Bảo hiểm xã hội hướng dẫn lập hồ sơ để làm căn cứ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với những đơn vị có sử dụng số lao động lớn, chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong vấn đề đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Do đó, Bảo hiểm xã hội Bắc Cạn khoanh nợ bảo hiểm xã hội trong một thời gian nhất định và không tính lãi cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với lại Sở Lao động để thực hiện hướng dẫn các cái đơn vị doanh nghiệp khi mà gặp khó khăn mà đảm bảo các cái điều kiện thì sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Trong đó thì có hai cái điều kiện là nếu như giảm 50% số lao động hoặc là giảm cái thiệt hại giá trị tài sản 50% thì cũng sẽ được tạm dừng đóng. Ngoài ra thì trong cái thời gian diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng vẫn duy trì các cái hoạt động nghiệp vụ đảm bảo là được thường xuyên để đáp ứng, để giải quyết tốt các cái chế độ chính sách kịp thời cho người lao động. Trong đợt hỗ trợ vừa qua, toàn tỉnh đã có gần 1.600 lao động mất việc làm và 114 hộ kinh doanh được hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ. Theo dự báo, với tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp như hiện nay, thời gian tới, số người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục tăng cao. Việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp kịp thời sẽ bảo đảm sinh kế cho người lao động, giúp đơn vị sử dụng lao động vượt qua khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng lao động xuất khẩu, lao động đi làm việc ở ngoại tỉnh tại huyện Bạch Thông giảm, nên việc tăng cường tư vấn, tạo việc làm tại chỗ được huyện Bạch Thông chú trọng. Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông hiện có hơn 100 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của COVID-19. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, xã đã phối hợp với tổ chức đoàn thể mở các lớp dạy nghề lưu động. Bên cạnh đó, địa phương định hướng lao động làm việc ngoại tỉnh mất việc về làm việc tại các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa phương. Đối với lại thời gian gần đây thì về cái dịch bệnh COVID ấy thì nó chưa thể là đi xuất khẩu lao động sang các nước khác hoặc là cái doanh nghiệp khác ở nước ngoài được. Thế thì chúng tôi cũng có hướng là chỉ là mời những cái doanh nghiệp ở trong địa bàn tỉnh Bắc Cạn thông qua phòng lao động cũng như là Sở Lao động Thương binh Xã hội ấy, thì có thể là đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh cũng như là tạo điều kiện cho bà con là đi vào các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn, ví dụ như là cái xưởng gỗ bóc hoặc là nhà máy gạch tinh nen công nghệ cao của xã Vị thì có thể là đối tượng là một số ưu tiên vào đấy để làm. Để làm tốt công tác tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn, thời gian qua cấp ủy và chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bạch Thông đã chú trọng phân loại ra nhóm các đối tượng có nhu cầu khác nhau nhằm hỗ trợ giải quyết. Theo đó, các địa phương phối hợp với tổ chức đoàn thể mở lớp đào tạo nghề nhỏ, ngắn hạn cho các lao động chưa qua đào tạo, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Riêng đối với lao động có tay nghề, kỹ năng, các địa phương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Cạn tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động để người lao động thuận tiện hơn trong tìm việc, tìm nguồn nhân lực. Chúng tôi cũng đã có các văn bản sau khi mà có văn bản của các cái phòng ban của huyện, đặc biệt là phòng Lao động Thương binh Xã hội về công tác triển khai phối hợp với xã để tuyên truyền cũng như là tư vấn. Sau đó chúng tôi đã mở lớp tại địa phương để mời các thành phần trong độ tuổi lao động để đến tư vấn. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, huyện Bạch Thông đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 300 lao động. Đa số lao động này được làm việc tại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Mức thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng, giải quyết việc làm ngay tại địa phương đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Từ năm 2016 đến nay, huyện Ba Bể được đầu tư hơn 318 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trong đó, nguồn vốn tập trung vào các chương trình chính như chương trình 135, chương trình 30A, chương trình xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn trên được huyện Ba Bể triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm. Nhờ đó, đến nay, 15 trên 15 xã thị trấn có điện lưới quốc gia, 100% xã và nhiều thôn bản có đường ô tô đến trung tâm. 15 trên 15 xã thị trấn có trạm y tế kiên cố, 100% số phòng học được xây từ bán kiên cố trở lên. 12 trên 15 trụ sở các xã thị trấn được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được bê tông và nhựa hóa đạt 85,9%. Tỷ lệ đường thôn, xóm được cứng hóa đạt 50%. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, kể cả đồng bào ở thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đưa Ba Bể thoát khỏi danh sách các huyện nghèo vào năm 2018, hướng tới xây dựng huyện phát triển khá. Mới đây, tại hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các cấp các ngành, từng cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến hết năm 2020. Nhờ tập trung thực hiện, đến thời điểm này, Bắc Cạn đang là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư phân công trách nhiệm cán bộ theo dõi cụ thể các công trình đã triển khai thực hiện phải cam kết đảm bảo đúng tiến độ. Mặt khác, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định, thực hiện chế tài xử lý nghiêm khắc nhà thầu cố tình vi phạm hợp đồng, làm chậm tiến độ thực hiện giải ngân, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc những tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công. Chúng ta dự kiến đạt mức là trên 40% và cũng đang là một trong những tỉnh đạt mức giải ngân khá. Đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn, thứ nhất là đối với dự án quốc lộ OB thì tới thời điểm này thì dự án quốc lộ OB vẫn đang là một trong những dự án mà đạt cái tiến độ cả giải ngân và thi công nhanh nhất của Bộ Giao thông Vận tải. Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2020 tỉnh Bắc Cạn được giao là gần 2.900 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 8, toàn tỉnh đã giải ngân trên 1.100 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Bắc Cạn đang phấn đấu đến hết tháng 9 năm 2020 giải ngân trên 60% kế hoạch đầu tư năm 2020. Thực ra cái gói thầu này là nó tương đối gấp, nên là ngay từ đầu là cũng từ chỉ đạo của chỗ chủ đầu tư và ban quản lý dự án đến các đơn vị nhà thầu dưới là cũng nỗ lực rất nhiều, và để đáp ứng được cái nhiệm vụ là phải thi công hoàn thiện và giải ngân theo đúng kế hoạch thì nhà thầu đã phải triển khai rất nhiều mũi thi công cùng đồng loạt và phối hợp thi công rất nhịp nhàng theo các đoạn thi công. Để tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 sớm về đích, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc để có giải pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Hiện nay, tổng dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Ba Bể triển khai cho vay thông qua Hội Nông dân huyện đạt hơn 8,4 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện đã thành lập được 6 tổ vay vốn tín chấp cho 50 hộ vay từ chi nhánh Agribank Ba Bể. Thông qua Hội Nông dân, hội viên có thể tiếp cận được với nguồn vốn cho vay cho khu vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55 của Thủ tướng Chính phủ. Với những ưu đãi như lãi suất thấp, thời hạn cho vay dài, nguồn vốn từ chi nhánh Agribank huyện Ba Bể đang là một trong những kênh tín dụng giúp nông dân có điều kiện đầu tư vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Ba Bể có hơn 8.900 hội viên. Việc triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp hội viên nông dân nâng cao đời sống, góp phần củng cố hoạt động của tổ chức hội. Hiện nay, tổng dư nợ quá hạn, dư nợ khoanh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Cạn là hơn 6,3 tỷ đồng, chiếm 0,2%. Trong đó, nợ quá hạn là trên 5,2 tỷ đồng, nợ khoanh hơn 1 tỷ đồng. Nợ quá hạn, nợ khoanh chủ yếu tập trung ở những hộ gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh tật. Để quản lý tốt nguồn vốn vay, hạn chế nợ quá hạn, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện đã duy trì thường xuyên việc giao dịch cố định tại các điểm giao dịch xã, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác để kiểm tra việc sử dụng vốn vay, triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời đối với các hộ gặp khó khăn, nhất là những hộ vay chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra từ đầu năm đến nay.
với các biện pháp đồng bộ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Cạn đang phấn đấu đưa nợ quá hạn, nợ khoanh xuống dưới 0,2%. Chương trình Nhịp sống kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.